hai bọn bọn sư sanh sư nạ thị đập tiếng ó nè kêu chư mua sâm sư văn nè chỉ kêu bằng riêng một bữa chia phong bữa chia nạ thị đập nè bữa chia lại hơn sàn pin chỉ còn nè kêu chỉ clip video mua đại nè kêu nâng bằng riêng bọn bọn ông pí chấm phục tì pí cả sĩ có nâng cả sĩ cam bị phục lộ nè không lộ đái dân nâng riêng nè không mê riêng tì muối lẽ cái nạ sâm co tư tơ nè cả sĩ cam to chọc và đây tháp pí tập đa muốn cứ dân ban riêng chấm nọt muối rồi mà hai nữa không ở Merin thì môi nâng chẳng ngay nâng dương nâng và chọc Merin bao giờ hai ở khám xa xâm khăn nâng không clip video đâu nấy cứ thì môi cứ chỉ nói pí cứ kinh giấy pí ca nghe chạm bạch ngay cả sĩ cam ta ca nghe chạm bạch ngay cả sĩ cam nâng vì miền ấy là chỉ nói pí chạy mũi cứ dương giấy pí ca rộp đấy thơ mầy chỉ nói pí chạy pí cứ bạn đi vọt cả sĩ cam đại miên vật thọ bầm nón cái pi bằng chọn merin thì tới cứ sa át thì mỗi cứ bằng hang pi càng nghe chậm bệnh này cả sĩ cam ta cả thiệp chậm bệnh này cả sĩ cam nâng vì mình ở vậy là nè bằng to pi bằng hang lâm xa nâng vật thọ bầm nón này lâm xa merin đi tuổi mốc nhà cứu sông đầm lực merin đại dương ban sắc xa ca pi clip video môn đã sầm nô cái xua thả ta cái át bay chạy cả sĩ cam bị phục lộ chia bầm màn bọc hết chúng ôn kịch mới ta cái ai ban trai cả sự cam bị phục lộc chiềng màn bộc hết chúng cái ai ban trai cả sự cam bị phục lộc chiềng pi cứ tìm mối cứ cả sự cam bộc bay ní tìm pi cứ cả sự cam tầm nợp xin nuốt mà tỏ tiền ta cả sự cam bộc bay ní miên thưa nửa thuyền nạc là chúng ôn nòng kinh kịch tịch mới ta cả sự cam bộc bay ní nâng kinh thưa nửa thuyền nạc là chúng cả sự cam bộc bay ní nâng miên thưa nửa thuyền Africa nâng ạ xì, đai nơi ta miến ạ tịp hiệp của bùa. Chẳng bằng đây thay nơi khăn ông thư phí nâng cư nơi ta bà con dược nơi cả sĩ cam mình lại nặng bài bà bây nì nửa lao ý tên á. Sự nua to tiệt, ta vậy khá chi cả sĩ cam bà bây nì. Chẳng cả sĩ cam bà bây nì nâng rung miên đồ chia đồng nằm bà nè chó, chân châm sạp bà nè chó, đồng nằm trô bạch ngút, đồng nằm khăn ông pha xí, đồng nằm sơ nửa ạ xì một song chị đàm. Chúng những đăng hai tha ta đầm nam này cho nó vì mình này dạng đội đánh nát này của bạn vừa rồi bị clip video môn rụng hai nát chẳng đầm nam này cho nó bị đôi khi từ nâng kê hai mà dạng thế kê hai thạc đầm nam cả sĩ cam bệ đột đại lọt lưới bốn chẳng này của bạn vừa rồi bị clip video môn rụng hai nát xin lúa ta tiệt ta đầm nam bình cho tắc đai mình lại cả nạ chị ạ tiệt phó mình là đầm bọn nạc là chẳng đầm nam bình cho tắc đai mình lại cả nạ chị ạ tiệt phó lưng cứ bên đây tha từ tụ ban phong tràn chẳng miền nơi tìm mối cứ đồng bọn tụm nghiệp Mediterrane tìm pi cứ nơi Fasi này đồng bọn ngột hành tìm bay cứ đồng bọn trở lộn đây sẵn đó tìm bốn cứ đồng bọn tụm nghiệp là bạc chẳng đi cứ chia đồng bọn đồng nam bình cho tất đại mình lại cần ạ chị ạ bị phò nát miền nơi đồng bọn buồn nâng nát chúng bắt đầu đi làm lớp mê riêng đại dương ban riêng bị clip video môn hái nhạc kêu sông cho từ cam ca bỏ sai bình vô nơi khăn xa mê riêng trong trường nội pi đại kinh giấy bị phép chạm bạch lấy cả sĩ cam vận tải đầm bay đo phép nghi sưu đọc ôn vô nơi khăn xa mê riêng trong trường nội ní nhạc kêu sông bình vô nơi bị cần lực mua dùng luôn được hàng cào nhá chẳng bị cần lực bỏ dưỡng thì mỗi cứ đồng nằm mình đầy chúng ta đầm nam miền đây nước miền ắt này dạng đồn đấy nhé chúng đầm nam miền đây cứ chỉ cả đầm đo đài bật bật tờ đài ai lơ bận đo sao thiết trình chậm bận đo nước bận đây ta cứ đo nhé đo sao thiết trình chậm sau lối sống từ ao rồi có chuyện nước mình tờ ca tị đây sản phẩm đầm đo tề tiết tiết này cô nước ao dương mơ rụp hiệp tiệt tông nước đầm nam đây miền đây nhé đôi có kề ai thao mà dáng tiết cái tha đầm nam lơ tật đài phía trái cứ kề đam đại kê pra tật sầm rập chân châm hai kỳ đạn là xa thiệt chân châm sâu lưới trong nâng được nông tật ná mùi tiết cứ chân châm sát cả đầy chẳng ta ca chân châm sát cả đầy nâng mình ở tầng này dạng đụng đệch chân châm sát cả đầy nâng mến tên chân châm sát lơ mê thế ná công vô cho lòng chẳng ca chân châm sát cả đầy nâng cứ chỉ ca chân châm sát đai bật bật tơ khăn ông ở kia hôm bọt đòi rộng bóng bật chật đòi pra pra chân này sát chân bì rộng chạ chúng dân mở ca anh chăm sát dân và chụp bòn chúng ca anh chăm sát bao dân cư thông đá cư quạt trình châm mình lại cả nạ mình trình châm đôi kê đại 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 khăn ngọc kia hôm quạt bọn bật trực tề cứ bắt đây tha cư quạt
ប្រឡែងឲ្យវាទៅស៊ីស្មៅឬក៏បំមាន់ទៀតទេប្រឡែងឲ្យវារកចំណីតាមនឹងទៅហើយគឺចំណីទៀតសោតគឺមានស្មៅមានច្បាំងអីជាដើមប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមសត្វក្រៅដីនេះគឺគេប្រើប្រាស់ចំណីសត្វដែលចេញពីរោងចក្រដើម្បីផ្ដល់ចំណីទៅដល់សត្វនឹងណាបន្តិចទៀតអ្នកគូនឹងឲ្យមើលរូបភាពការចិញ្ចឹមសត្វក្រៅដីនឹងណាមួយទៀតគឺមីក្រូអនុទានតើមីក្រូអនុទាននឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចចឹងមីក្រូអនុទាននឹងគឺប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចសម្រាប់ជំនួយក្នុងការបង្កបង្កើនផលអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏មានមីក្រូអនុទាននឹងដែរណាគឺការប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យកសិករក្នុងការបង្កបង្កើនផលដូចជាការទិញគ្រាប់ពូជឬក៏ទិញថ្នាំឬក៏ជីអីជាដើមណាចំណុចមួយទៀតគឺ solution solution នឹងគឺគេថាគឺជាលបាយសារធាតុផ្សេងផ្សេងដែលវាមាននៅក្នុងអង្គធាតុរាវដែលគេប្រើវាទៅជាសារធាតុចិញ្ចឹមដាក់នៅក្នុងទឹកដែលគេដាំដំណាំដែលគេហៅថាដំណាំក្រៅដីឬក៏ដំណាំលើទឹកអីផ្សេងផ្សេងជាដើមណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នានេះគឺជាដំណាំក្រៅដីឬក៏គេហៅម្យ៉ាងទៀតគេហៅថាដំណាំលើទឹកដែលគេប្រព្រឹត្តទៅគឺការដាំមានលិពីមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងណានេះក៏ជាដំណាំក្រៅដីដែរណាគឺប្រភេទដំណាំក្រៅដីមួយទៀតគឺជាប្រភេទដំណាំប៉េងប៉ោះក៏ជាប្រភេទដំណាំក្រៅដីដែរណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលរូបភាពបន្តទៀតនេះគឺជាការចិញ្ចឹមសត្វក្រៅដីដែលយើងនិយាយមិញនិយាយគ្នាមិញបានន័យថាគឺការចិញ្ចឹមសត្វដែលដាក់ក្នុងរបងហុំព័ទ្ធចិត្តហើយដែលប្រើប្រាស់ចំណីចេញពីរោងចក្រផ្សេងផ្សេងណាគឺវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងណានេះក៏ការចិញ្ចឹមសត្វក្រៅដីដូចគ្នាគឺការចិញ្ចឹមមាន់ដែលគេដាក់ក្នុងអាគារហុំព័ទ្ធទៅហើយគេផ្ដល់ចំណីផ្ដល់អីឲ្យវាទៅណានេះក៏ការចិញ្ចឹមសត្វក្រៅដីដែរការចិញ្ចឹមជ្រូកណាដែលមានទ្រុងមានលបងហុំព័ទ្ធចិត្តហើយការផ្ដល់ចំណីគឺភាគច្រើនគឺចំណីដែលចេញពីរោងចក្រណាហើយគឺមិនមានការប្រឡែងឲ្យដើរហើរពីវាពីការទេអញ្ចឹងចំណុច2និយាយពីការងារចាំបាច់នៃកសិកម្មអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើការងារចាំបាច់នៃកសិកម្មរហូតពីមុនរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងការងារចាំបាច់នៃកសិកម្មពីមុនរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺមានលក្ខណៈ2យ៉ាងណាគឺទី1គឺការរុករកដីថ្មីគេរុករកដីថ្មីធ្វើអីអញ្ចឹងមានន័យថាគេរុករកដីថ្មីហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កបង្កើនផលឲ្យផលដំណាំដែលគេទទួលបានហ្នឹងគឺវាមានទិន្នផលខ្ពស់មានន័យថាដីដែលគេដាំពីដើមឡើយគឺវាមានលក្ខណៈសឹករិចរិលឬក៏អស់ជីជាតិអីផ្សេងៗឬក៏គេហៅម្យ៉ាងទៀតការរុករកដីថ្មីដូចជាកសិកម្មដំណាំព្រៃដុតអីជាដើមអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីគាត់ដុតព្រៃឬរុករកតំបន់ដីថ្មីដែលគាត់សម្រាប់ដាំដំណាំនឹងហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនៅពេលដែលដីនឹងខ្សោះជីជាតិគឺគាត់ចាប់ដើមរុករកនៅដីថ្មីតទៀតដើម្បីអីដើម្បីយកមកបង្កបង្កើនផលដើម្បីឲ្យផលដែលទទួលបានគឺវាមានលក្ខណៈខ្ពស់ទី2គឺការបង្កើនទិន្នផលយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលមានកំណើនប្រជាជនកំណើននៃតម្រូវការក៏វាមានការកើនឡើងដែរអញ្ចឹងគេធ្វើយ៉ាងណាគឺបង្កើនទិន្នផលនឹងឲ្យវាបានខ្ពស់ឬក៏ច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងការបង្កើនទិន្នផលនេះគឺគេធ្វើយ៉ាងណាគឺគេសិក្សាពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការដាំឬក៏ការប្រើប្រាស់ជីឬក៏ថ្នាំសម្រាប់សត្វអត់អីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យទិន្នផលដែលគេទទួលបានហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខ្ពស់ឬច្រើនជាងមុនដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការរបស់ប្រជាជនដែរមានការកើនឡើងជាលំដាប់ណាចំណុច 2.1 គឺយើងនិយាយពីការរុករកដីថ្មីអញ្ចឹងតើការរុករកដីថ្មីហ្នឹងវាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចណាអញ្ចឹងសំណួរគេសួរថានៅពេលដែលប្រជាជននៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមានការហូបចុកខ្វះខាតតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងគិតមើលនៅពេលដែលប្រជាជនក្នុងប្រទេសរបស់យើងមានការហូបចុកខ្វះខាតអញ្ចឹងតើរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់ត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាជនរបស់នៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនមានការហូបចុកខ្វះខាតរដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការដូចជាទី1គឺមានផ្ដល់ដីធ្លីសម្រាប់ដាំដុះ
ដល់អ្នកដែរគ្មានដីអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែរគ្មានដីគឺរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់នឹងផ្ដល់ដីសម្រាប់ឲ្យគាត់ដាំដុះនៅផលដំណាំឬកសិកម្មអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាននៅផលដែលគាត់ទទួលបានយកមកចិញ្ចឹមជីវិតឬក៏ចិញ្ចឹមសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ដែលជាទូទៅច្រើនតែជាដីព្រៃអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ផ្ដល់ដីឲ្យមែនប៉ុន្តែដីដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យនឹងច្រើនតែជាដីព្រៃហើយនឹងពេលដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យគឺអ្នកដែលទទួលដីនឹងគឺគាត់ទៅកាប់ឆ្ការព្រៃនឹងអីទៅដើម្បីយកដីនឹងមកដាំដំណាំឬក៏ធ្វើកសិកម្មអីផ្សេងផ្សេងចំណុចមួយទៀតគឺកម្មវិធីការអត់ឃ្លានស្មាសូនដែលគេប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសប្រេស៊ីលឆ្នាំ2003មានន័យថាគឺការកែលម្អលក្ខខណ្ឌជីវភាពប្រជាជនដោយធ្វើបន្តថាគឺកែលម្អលក្ខខណ្ឌជីវភាពនេះគឺធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ប្រជាជននឹងគឺកាន់មានតែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងមុនណាដោយគេធ្វើទៅលើទម្រង់3យ៉ាងណាទី1គឺការគេកំណែទម្រង់ដីធ្លីទី2គឺជំរុញកសិកម្មគ្រួសារធ្វើយ៉ាងណាគឺជំរុញឲ្យនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗហ្នឹងត្រូវតែប្រកបរបរកសិកម្មដែលយើងនិយាយហៅថាទោះបីថាមិនបានជាកសិផលច្រើនសម្រាប់លក់ដូរឬក៏នាំចេញទៅលក់អីផ្សេងផ្សេងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺមានការហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ចំណុចមួយទៀតគឺដំណើរការនៅមីក្រូអនុទានអញ្ចឹងរដ្ឋនឹងបើកដំណើរការនៅមីក្រូអនុទាននឹងដើម្បីផ្ដល់ជាកម្ចីខ្នាតតូចទៅដល់គ្រួសារនីមួយៗនឹងដើម្បីឲ្យគាត់បាននៅថវិកាឬក៏ទឹកប្រាក់នឹងដើម្បីទៅទិញជាគ្រាប់ពូជឬក៏ទិញថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតអីផ្សេងផ្សេងឬក៏ទិញជីអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីដំណើរការក្នុងការកសិកម្មការធ្វើកសិកម្មរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺมันមានអញ្ចឹងនិយាយថាមីក្រូអនុទានហ្នឹងมันមានលក្ខណៈផ្ដល់ជាលុយអីទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺមានផ្ដល់ជាកម្ចីគ្រាប់ពូជអញ្ចឹងនៅពេលដែលកសិកររបស់គាត់មានកសិករមានការខ្វះខាតនៅការគ្រាប់ពូជក្នុងការធ្វើកសិកម្មឬក៏ការដាំដំណាំអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺរដ្ឋរបស់យើងគឺមានគោលការណ៍ផ្ដល់នៅឲ្យខ្ចីនៅគ្រាប់ពូជដើម្បីយកទៅធ្វើកសិកម្មនឹងដែរណាចំណុច 2.2 គឺយើងនិយាយពីបដិវត្តកសិកម្មអញ្ចឹងពាក្យថាបដិវត្តកសិកម្មគឺមានន័យថាគឺការធ្វើឲ្យកសិកម្មនឹងកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខតទៀតអញ្ចឹងសំណួរគេសួរថាតើការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រជាអត្ថប្រយោជន៍វិជ្ជមានទៅលើកសិកម្មដូចនេះខ្លះអញ្ចឹងយើងគិតមើលតើការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រនឹងវាជាអត្ថប្រយោជន៍វិជ្ជមានអ្វីខ្លះទៅលើកសិកម្មអញ្ចឹងការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅលើកសិកម្មដូចជាអញ្ចឹងជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននេះវាមានន័យថាវិជ្ជមាននេះគឺមានន័យថាផលល្អអញ្ចឹងគេសួរថាពេលដែលរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងវាជាឥទ្ធិពលល្អអ្វីខ្លះទៅលើកសិកម្មអញ្ចឹងទី1គឺកំណើនទិន្នផលអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការរីកចម្រើនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងធ្វើឲ្យកំណើនទិន្នផលហ្នឹងក៏កើនឡើងខ្ពស់ដែរតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើការជ្រើសរើសពូជឬក៏អីផ្សេងផ្សេងធ្វើឲ្យការធ្វើកសិកម្មធ្វើឲ្យកំណើនទិន្នផលរបស់គាត់ទទួលបានខ្ពស់ផងដែរណាទី2គឺការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបក៏ធ្វើឲ្យកសិកម្មរបស់យើងហ្នឹងវាមានការរីកលូតលាស់ដែរណាហើយធ្វើឲ្យយើងមួយទៀតគឺយើងចំណេញពេលវេលានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសទំនើបអីផ្សេងផ្សេងណាចំណុចមួយទៀតគឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តយើងដឹងហើយថាពីដើមឡើយគឺយើងការប្រើប្រាស់របស់យើងគឺក្នុងការធ្វើកសិកម្មអីផ្សេងផ្សេងមានការប្រើគោក្របីហើយប្រើនង្គ័លរនាស់អីផ្សេងផ្សេងជាដើមណានៅក្នុងការធ្វើកសិកម្មអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការរីកចម្រើនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រយើងគឺគេប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តជំនួសវិញអញ្ចឹងការចំណាយពេលក្នុងការធ្វើកសិកម្មក៏វាមានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយមានលក្ខណៈឆាប់រហ័សផងដែរណាមួយទៀតគឺការបង្កាត់ពូជនិងជំរើសពូជអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រនោះគឺមានការបង្កាត់ពូជយើងឃើញមានការបង្កាត់ពូជនៅពូជសត្វឬក៏រុក្ខជាតិអីផ្សេងផ្សេងហើយមួយទៀតគឺការជំរើសពូជអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាកសិផលដែលយើងនាំចេញសប្តាហ៍នេះគឺផលិតផលស្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាឬក៏ជ្រើសរើសពូជស្រូវណាដែលចង់និយាយថាមានទីផ្សារដែលយើងអាចដាំដុះទៅគឺយើងអាចយកទៅលក់ក្នុងទីផ្សារហើយបានតម្លៃខ្ពស់អញ្ចឹងនៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពូជស្រូវដែលយើងនាំចេញទៅក្រៅគឺពូជ
trừ ca mình lý ca rụng đu rồi có sang cái đào ấy chị đào chẳng dương trai chơi rơi phụ nạ đại lo đại đam tới cứ miên tìm xa xâm rạp nôm chành bởi xanh chị dương chơi rơi phụ là thòm đá đam tư ban xâm rạp tay cứ dương dây hà tiết cứ tha phụ sơ mình lo ấy chẳng á đam ba năm độ ban bàn tay cứ xâm rạp tay hộp chọc nó không cửa xa tụi bay nôm chành từ lúc có ọt miên nhẹ tình này chẳng cứ ca chơi rơi phụ nhớ có xâm khăn đài ná mùi tiết ca pra pra chi kì mi nâng khám xâm lập sạch lật ca pra pra chi kì mi nâng có chia cả ta mùi xâm khăn này nơi bê đài dương đâm đọc nờ cả xịp phòl ấy xem xem bớt xâm dương mùi pra pra chi kì mi tế cứ tên nập phòl đã dương từ tụ bán về riêng tịch mùi tiết cư bộ phê thân nam xâm lập sạch lật có chia đồng rời ca chạm bạch đài ná chắc nơi bê đài phòl đồng nam đài dương nam hòi bông tài lụt lo hồ miền sạt lở chừng rai màu xì được bầm phật bầm phái bớt xâm dư dơ mình pra tham xâm lập sạt lở tế chẳng phao đầm nam đại dương đám nâng cư bỏ gót chía vì nìa chỉ nói mùi tiết ta rì rõ thập bị ba cao mùi chía mình cô nữ dô bái áp vi vọt cả sạc cám tam vì thiên ca đôi mệnh đạch chẳng rì rõ thập bị ba cao mùi chía mình cô nữ dô bái áp vi vọt cả sạc cám tam vì thiên ca đôi chìa mình mớ mình ếch lá tì mùi cư lơ cầm bố phật cám cả sạc cám lợi cầm bùa dạng mạnh chẳng nơi bê đại cả sĩ có quạt phá lật ba nơ cả sĩ phá rưu có phá lật phá sâu FCC chẳng rịp lọt thải ba cứ quạt chi lợi cầm bùa đòi chui rô tì xa xâm rạp nôm chênh mần ao chmuôn FCC nâng tùm lẹ tùm lai phá lật phá đại cả sĩ có phá lật ba nâng cứ chui lợi cầm bùa phá lật cam cả sĩ cam này mùi tiết lợi cầm bùa anh tệ đầy đạm đâu nơi bê đại dương bà can tệ đầy đạm đâu tên là phá đại dương từ tụi bán có tràn từ tam đường này bằng can tên là phao đo chùm rôn oi pra chạy cái tế cả sĩ cam chân cứ chui chùm rôn oi cả sĩ co nó còn pra chạy cái tế cả sĩ cam nơi không ca thua cả sĩ cam rồi có cả năm đường nằm xem xe nhưng làm bay oi tên là phao lại còn từ tụi bán nó cứ tràn mùi tiết cứ sọc sai bần toan nơi bà chạy cái tế cả sĩ cam thamay chân nơi bê đài miên kê rõ khơi nơ bởi chạy cái tế khả sĩ cam mây nâng và thay vì ba cư quận miên tư hình tí không cao sọc sai bắn toàn nơ bởi chạy cái tế mây khả sĩ cam nâng tức đó khả sĩ co đồng bây ở quận ảnh đồ vọt rư co quận miên ca sắc xa rin sâu tới thua ai ca đâm rư co ca thua khả sĩ cam bỏ quận miên ca đi dùm rán co tụ bán tên nập hoa của tụ tam nâng này mùi tiết bằng riêng chùm niên đó khả sĩ co chúng đang hay than là phía trán cả sĩ con nó không bật tê nhớ cứ phía trán cứ quật thưa sâu tái mà đòn để chẳng dừng ai bằng riêng quật ở thưa đâm bề khai prang chẳng ở quật thưa chùm ca tới bề khai và xa cứ quật ở quật thưa đâm đầm nắm sâu xem chị đào hai bằng riêng quật tẹt tôn nâng chùm niên đứa ca chỉnh chăm tray chỉnh chăm còn cai rồi quật đâm đầm nằm nam rượu bằng lại bằng ca FCC phòng đài nè chẳng cứ ní cứ chia cô dụ bài bỏ rực đó thay vị bà nè chẳng mê đến bà dương bỏ tụ tơ này cả sĩ cam bà dương cứ xong bằng chọc trong tay bằng này bằng tay môn bằng chọc cứ nẹ cừu nâng bằng rừng từ lưới châm này đang bọc ôn được bê đại dương sạc xa cho mùi kia dạ bê mùi màu ngần lòn tơ ní tá ôn chết chăm ăn bằng nà nè chẳng xin nuôi tim mùi ta ca nghe chăm bạch nơi cả sĩ cam pi môn rồi hộ đo bà chữ bò nâng mình lẽ cả nạ đôi mệnh đạch chẳng phải ôn kịch tịch mớ ta ca nghe chạm bạch nơi cả sĩ cam pi môn rồi hộ đo bà chữ bò nâng mình lẽ cả nạ đôi mệnh đạch chẳng ca nghe chạm bạch nơi cả sĩ cam pi môn rồi hộ đo bà chữ bò nâng mình lẽ cả nạ pi giang cứ tìm mối cứ ca rộc rộc đầy thơ mầy tìm pí cứ ca bằng can tên lập hò xin nuôi tìm pí nơi bê đai bà chê chôn nơi bần đà bà tê môi chùm nuôi mình ca hốc chọc khoác hạt ta rọt tha bị ba trai chặt bị thiên cả đôi mệnh đệch chẳng nơi pe đại bờ chi chôn nơi bần đạo bờ tây mua chừng nuôn miền ca học cho qua khát rọt tha bị ba trai chặt bị thiên cả đôi chìa tìm muối miền ca đo đầy thli đạm đo đo nhẹ đại miền đầy chẳng nơi pe sầm rập nhẹ đại miền đầy cứ quật ai đo chỉ đầy thli ở quật cặp qua ca đâm đầm năm ấy xem từ đại chỉ tu tới tràn tài chía đầy bầy mùi tiết cứ cam vị thi ca ắt clean smart zone nơi bờ tây Brazil ឆ្នាំ 2003 មានន័យថាគឺការកែលម្អលក្ខខណ្ឌជីវភាពប្រជាជនដោយធ្វើកំណែតម្រង់ទៅលើ 3 ចំណុចទី 1 កំណែតម្រង់ដីធ្លី
ទី2ជំរុញកសិកម្មគ្រួសារទី3ដំណើរការនៅមីក្រូអនុទានសំណួរទី3តើការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រជាអត្តពលវិជ្ជមានទៅលើកសិកម្មដូចម្តេចខ្លះចឹងការរីកចម្រើននៃវិទ្យាសាស្ត្រជាអត្តពលវិជ្ជមានទៅលើកសិកម្មដូចជាទី1កំណើនទិន្នផលបានន័យថាគឺវាផ្ដល់ទិន្នផលច្រើនទី2ការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសទំនើបធ្វើឲ្យចំណេញពេលវេលាចំណេញថវិកាជាដើមទី3គឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តវាមានលក្ខណៈរហ័សងាយស្រួលចំណេញពេលវេលាចំណុចមួយទៀតការបង្កាត់ពូជនិងជំរើសពូជការប្រើជីគីមីនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះណាប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់អ្នកគូមានបណ្ដាំផ្ញើនឹងកិច្ចការផ្ទះមួយចំនួនដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើផងដែរណាអញ្ចឹងបណ្ដាំផ្ញើរបស់អ្នកគ្រូគឺត្រូវកត់ត្រាមេរៀនក្នុងឃ្លីបវីដេអូនេះចូលក្នុងសៀវភៅនិងអានមេរៀននេះឡើងវិញផងមួយទៀតត្រូវចូលធ្វើកិច្ចការក្នុង Google Form ដែលអ្នកគ្រូនឹងបោះលីងឲ្យចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram ណាទី3គឺត្រូវធ្វើកិច្ចការផ្ទះដែលកិច្ចការផ្ទះអ្នកគ្រូនឹងដាក់ឲ្យក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះណាអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចការផ្ទះកិច្ចការផ្ទះគឺសំណួរអ្នកគ្រូដាក់ឲ្យធ្វើទី1គឺតើកសិកម្មមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដូចម្តេចខ្លះទី2តើកសិកម្មកម្ពុជាយើងមានលក្ខណៈទូទៅដូចម្តេចខ្លះទី3តើគេអាចអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាយើងបានតាមមធ្យោបាយណាខ្លះសំណួរទី4តើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យកសិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងសំណួរកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងមាន4សំណួរហ្នឹងណាអញ្ចឹងជាទីបញ្ចប់នៃឃ្លីបវីដេអូនេះអ្នកគ្រូសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលចូលទស្សនាឃ្លីបវីដេអូនេះនិងសូមជូនពរបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រផងដែរណាសូមអរគុណ។